Hôm qua, Hội nghị thẩm mỹ khoa học quốc tế lần thứ 5 đã được tổ chức với chủ đề Trẻ hóa và làm đẹp không cần phẫu thuật với công nghệ mới nhất Hàn Quốc 2017 nhằm mang đến cái đẹp an toàn mà không phẫu thuật đến với cộng đồng làm đẹp trong nước. Một gương mặt nhỏ đem lại cảm giác trẻ trung hơn rất nhiều, do đó có rất nhiều phương pháp giúp thon gọn mặt được phát triển như phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tạo khối trong trang điểm. Tuy nhiên, với công nghệ y khoa thẩm mỹ hiện nay, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể có một khuôn mặt một cách tự nhiên, hiệu quả, an toàn mà không cần phẫu thuật. Trong thẩm mỹ không phẫu thuật thì lại chia ra là thẩm mỹ về nội khoa hay là những thẩm mỹ là không xâm lấn. Và ở lưng chừng giữa cái phẫu thuật và không phẫu thuật thì có một cái thẩm mỹ là gọi là cái thẩm mỹ là can thiệp tối thiểu. Thì so với trước đây, những thập niên trước đây thì những cái phẫu thuật đó là thường thường là sẽ làm cho thay đổi về thẩm mỹ rất là lớn, cho nên điều đó nó là ảnh hưởng đến cái công việc và sinh hoạt của cái người làm đẹp. Và sau này thì cái do sự phát triển của xã hội, người ta đang cần một cái thẩm mỹ mang tính chất là nhẹ nhàng, thay đổi ít và người ta có thể trở lại với công việc ngay. Cho nên thì cái xu thế về cái thẩm mỹ về nội khoa hay là thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu hoặc là không xâm lấn là càng ngày càng được phát triển.